Xin chào cả nhà. Hôm nay Hoa muốn chia sẻ cho các bạn là làm một cái giỏ hoa dễ thương từ quả dưa hấu. Chúng ta cần một trái dưa hấu nha các bạn. Rồi những dụng cụ chúng ta cần để làm: một con dao để cắt dưa hấu, một cái dao nhọn để một lát nữa chúng ta làm để đi răng cưa, và một cái dao tỉa đầu tròn nha các bạn, với một cái dụng cụ để múc dưa hấu ra. Rồi như vậy bắt đầu chúng ta thực hiện nha các bạn. Và mua một trái dưa như thế này, và muốn chia sẻ một chút xíu, các bạn đừng cười nha. Theo Hoa biết thì khi mua dưa hấu, chúng ta chọn những trái dưa hấu có cái gân xanh như vậy, và cái đầu cuống của trái dưa nó nhỏ, với lại cái đít trái dưa cũng vậy nè các bạn. Đít trái dưa nó nhỏ xíu như vậy nè. Đó. Thì thường như vậy thì cái dưa nó được đỏ ngọt. Bây giờ trước hết Hoa muốn cắt cái này ra, đặng để lát trái dưa của mình nó đứng vững cho mình dễ làm. Các bạn nhìn nè, trái dưa đỏ đẹp không, nhìn hấp dẫn không? Đó, bây giờ Hoa sẽ chia sẻ các bạn là chúng ta sẽ chia trái dưa hấu ra làm hai như vậy nha các bạn. Rồi Hoa để cái này ở dưới, rồi Hoa là cái ở dưới này lên trên, là cái cuốn chỗ này nó nhỏ nhỏ, Hoa muốn làm cái quai của dưa hấu cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình chia dưa hấu ra làm hai như vậy. Xong rồi, bây giờ ở trên cái khoảng này để một lát để làm cái quai của cái giỏ hoa thì cỡ 2 hoặc 3 cm tùy theo trái dưa lớn nhỏ nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, chia làm hai ra rồi nè, qua làm sẵn rồi nè. Đó, chia ra làm hai. Rồi ở dưới đây nữa, khi ta cắt dưa ra chia như vậy, còn các bạn nào mà muốn cho nó chính xác cho đẹp thì các bạn có thể lấy cây viết các bạn vẽ trước, và các bạn đi cái răng cưa trước như vậy. Thì hồi nãy Hoa làm trước như vậy nè, để lát thực hành cho nó nhanh đó các bạn. Rồi, ở đây cũng vậy. Rồi, như vậy nha các bạn ơi, bắt đầu chúng ta làm nha. Bây giờ, đó, như cắt cái dưa làm đôi như vậy. Xong, Hoa làm dấu trước như vậy nha. Đó, xong rồi. Rồi bây giờ mình đi răng cưa, mình làm dấu đi răng cưa như vậy. Rồi chia hai cái quai như vậy. Xong rồi bây giờ mình đi ở cái quai, mình đi cái dao nhọn đầu tròn nè các bạn. Mình đi như vậy. Ha, mình đi thiệt sâu vô đó. Đằng lát mình cắt dưa ra cho nó dễ xuất ra. Đó. Qua làm dấu sẵn vậy, đang làm cho nó nhanh. Đó các bạn nha. Xong. Xong. Rồi như vậy. Rồi ở đây, đây. Chúng ta cũng đi tiếp đi. Đó, Hoa chỉ các bạn trước. Như vậy. Giờ mình đi hết nguyên một cái vòng như vậy nha các bạn. Rồi, bây giờ cắt dưa ra. Thử đi. Và đi. Cắt dưa ra thử một bên. Các bạn nhớ cắt chừa lại cái chỗ cái quai nha, đừng cắt đứt luôn. Xuống.
ra được rồi nè các bạn. Hơi mạnh qua hơi mạnh tay chút, mình đi nương nương chút nha các bạn. Đó, được một bên rồi nè. Rồi cái qua lấy cái dao nhọn như vậy. Đó, mình cắt. Mình làm cái răng cưa nha các bạn. Đó, mình làm dấu rồi, giờ cứ mình cứ tiếp tục mình đi vậy thôi. Lấy ra vậy thôi. Rồi, vậy rồi tiếp tục mình thực hiện phía bên kia nha các bạn. Rồi, chúng ta đã xong đi răng cưa chung quanh trái dưa đã xong rồi nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta lấy thịt trái dưa ra để làm cái vỏ dưa hấu. Đây nè, chúng ta phải cắt dưa hấu từ ở trong đây nha các bạn. Đó, cắt ra cho qua bên kia. Rồi xong chúng ta lấy đi cái dao. Để cho lấy thịt dưa hấu ra ở trên phần cái qua vỏ lấy ra. Rồi xong. Rồi chúng ta được cái quay rồi. Dưa hấu như thế này. Rồi. Cái dao đầu tròn này nè các bạn. Răng cưa, chúng ta có thể là nếu ở nhà chúng ta chưa có, chúng ta có thể làm cắt răng cưa như ở dưới nè các bạn nha. Rồi. Ở đây mình gỡ ra. Đó, nếu mà dính chút vậy gỡ ra. Xong. Rồi. Bây giờ chúng ta tới cái phần để múc dưa ra nha các bạn. Đây, chúng ta múc xuống. Múc xuống quay tròn trái dưa nha. Đó, quay cho tròn. Lấy ra. Nè các bạn, đó mình lấy cái tô mình để ra, lát mình để trở lại. Xong vậy nha. Đó. Cố gắng làm được tròn thì càng đẹp. Như vậy. Xong rồi. Cái phần múc dưa lát nữa qua thực hiện tiếp nha các bạn. Còn cái phần thịt dưa hồi nãy qua lấy ra như vậy nè. Đó, một lát các bạn cắt ra. Qua cắt ra như vậy. Nha các bạn. Xong rồi. Và muốn chia sẻ thêm, ở nhà mình mà có những cái mẫu như vậy nè. Đó. Mình ấn xuống, mình lấy mình ấn xuống để có những cái mẫu đẹp dễ thương cho nhà mình có con nhỏ đó. Thì khi có khách có con nít tới đó, làm cho nó bắt mắt hơn, cho các bé nó thích hơn nha các bạn. Qua thử một cái cho các bạn coi nè. Đó. Rồi một cái nha. Cái hình mặt trời. Một trái tim. Đây, trái tim yêu thương. Đó. Chúng ta được hình trái tim và tiếp tục như vậy nha các bạn. Bây giờ qua múc tiếp cái phần dưa hấu ra. À. Mà các bạn nhớ nè. Lúc mình cắt á, mình nhớ mình chừa cái này lại. Mình đừng có cắt để lát nó đứt cái vỏ qua ra luôn nha các bạn ơi. Đó. Nè, qua múc xong rồi nè các bạn. Bây giờ qua lấy cái dao nhọn nè, mình làm sạch lại nha các bạn. Đó. Làm đẹp. Trái dưa đỏ ngon ghê. Nước không à. Qua ăn thử chút. Ngọt lắm các bạn ơi.
ở bên Đức của qua đó là dưa chưa có rộ nha các bạn, mới bắt ra đầu mùa, mới có thời gian gần đây thôi. Rồi qua sẽ nè, dưa nước quá chừng luôn nha. Đó, bây giờ qua sẽ làm sạch rồi mình để dưa trở lại vô nha các bạn. Bây giờ qua đã lấy sạch cái trong lòng cái trái dưa ra rồi các bạn. Đó, bây giờ qua sẽ gấp dưa mình để vào. Đó. Cái nào không được đẹp mình để ở dưới nha các bạn. Rồi. Gia đình mình có ba người thôi, anh em mình mua trái dưa vừa vừa đủ cả nhà ăn. Đây, những cái mẫu hồi nãy qua cắt bằng mấy cái khuôn nè, hình bông đó các bạn, để lên bông đó, để lên. Hình trái tim. Đủ đủ mẫu, nếu mình có càng đẹp làm cho cái giỏ hoa dưa hấu mình sinh động hơn. Cái này cái đàn nè các bạn. Xuống. À, như vậy. Xong, mình cũng làm cái này không được tròn lắm nha các bạn. Chưa khéo léo. Phải làm nhiều. Rồi, như vậy. Đây. Trái tim yêu thương. Trái tim yêu thương nữa nha các bạn. Đó, như vậy. Rồi qua chỉ làm như vậy cho các bạn xem. Rồi cũng còn nữa nè, có một cái hình nấm nữa, có cái nấm nữa nè các bạn. Đó, nhiều mẫu lắm, qua có nhiều mẫu lắm. Nhưng mà rồi như vậy, qua có chút chia sẻ nữa, chúng ta có thể để nho vào đó làm cho cái giỏ hoa của mình sinh động hơn đó các bạn, thấy không? Đó, không có khó làm, mình chịu khó chút thôi. Đó, như vậy rất là đẹp mắt, bắt mắt. Khi nào ở nhà có khách tới, chúng ta chịu khó chút làm như vậy. Đẹp quá, cả nhà cùng vui, ăn càng ngon miệng nữa, phải không các bạn? Đó. Đây, qua có sẵn mấy cái này. Là mình cắm vào cũng thấy nó sinh động hơn. Để vậy. Rồi nha các bạn. Cho chút lá. Xanh ngay chỗ. Ừ, được rồi. Ok, thôi vậy đi. Chúng ta đã hoàn thành cái giỏ hoa dưa hấu rồi đằng các bạn.
ta để thêm vào cũng được. Đó. Các bạn có thấy khác không? Đó. Khi nhà có khách, các bạn làm như vậy. Bây giờ cái thời gian rảnh, các bạn tranh thủ thời gian rảnh làm bỏ túi. Khi nào nhà có khách mình trổ tài. Đó các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Có gì sơ sót các bạn thông cảm nha các bạn. Hẹn lần sau, chúc các bạn cùng làm với mình vui vẻ và thành công nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người và mến chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an nha. Rồi sẵn đây Hoa cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn một chút nữa là các bạn muốn mà học tỉa rau củ thì các bạn có những cái dụng cụ để làm đó. Rồi và để ra để qua đưa cho các bạn à, đây cái này đó, mình có thể để nĩa vào ở bên đấy để cho các cả nhà cùng dùng đó các bạn. Rồi bây giờ qua chia sẻ lên cái các dụng cụ để mình cắt tỉa. Đây là cái bộ tỉa, nó có 7 cái, nó có đầu tròn, cái lớn và cái nhỏ. Để qua lấy này nha các bạn, nó có cái đầu tròn, cái lớn và cái nhỏ, và cái nhọn cũng vậy, nó có cái lớn và cái nhỏ để mình đi cắt cánh hoa đó các bạn. Rồi cái đầu dúng, đầu dúng nó cũng có cái lớn và cái nhỏ nha. Còn cái này là để nhiều khi mình để mình đi gân lá nè các bạn đó. Rồi các bạn cũng phải có mấy cái dao cong như thế này đó, để làm bông hồng, để đi cánh hoa đó. Mình có một cái kéo để đây, rồi một cái dao nhọn như vậy nữa đó nha các bạn. Cái này qua mua hồi xưa qua mua ở Việt Nam ở nhà văn hóa phụ nữ đó, các bạn. Còn bà các bạn nào ở Việt Nam á, thì chạy ù ra chợ hay siêu thị mua rất là dễ. Còn qua đang ở bên Đức nha các bạn. Các bạn nào ở nước ngoài thì mấy cái bộ tỉa này qua không biết mua ở đâu. Các bạn có thể lên eBay hay là Amazon, các bạn tìm kiếm thử nha các bạn. Còn cái này ở nước ngoài thì có nhiều lắm các bạn. Dao kiểu này, là dao này nè. Đó. Cái này qua mua ở Việt Nam nè. Đó. Rồi như vậy hôm nay đã xong rồi nha các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Xin tạm biệt.